sẽ học ghép vần và đánh vần với phụ âm giờ và các nguyên âm trong tiếng Việt nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu bài học. Cô có âm giờ. Cô ghép với âm A. Chúng ta sẽ được tiếng ra. Các bé cùng đánh vần theo cô nào. Giờ A ra. Giờ A ra. Ra. Giờ. O. Giờ o do. Giờ o do. Do. Giờ. O. Giờ o do. Giờ ô dô. Dô. Giờ. Ơ. Giờ ơ dơ. Giờ ơ dơ. Dơ. Giờ. E. Giờ e re. Giờ e re. Re. Giờ. E. Giờ e re. Giờ e dê. Dê. Giờ. Y. Giờ y dê. Giờ y dê. Giờ. U. Giờ u du. Giờ u du. Du. Giờ. Ư. Giờ ư dư. Giờ ư dư. Dư. Giờ a ra. Ra. Giờ o do. Do. Giờ ô dô. Dô. Giờ ơ dơ. Dơ. Giờ e re. Re. Giờ e re. Re. Giờ y di. Di. Giờ u du. Du. Giờ ư dư. Dư. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like,
share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!